Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là crowdfunding nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video, mở tra bấm chữ tắt chatbot nè bạn. Bắt đầu đợi ta. Rồi, bấm sao này gấp nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ cho vào kênh group nè. Chọn vào kênh group. Trở về DeFi nha các bạn. Hello. Trở về kênh group mà nó không có để chữ Verify ta. Rồi các bạn bấm vào một Verify chọn nào nha các bạn. Rồi các bạn bấm chọn sao các bạn. Đây là một ảo gì ta. Rồi các bạn bắt đặt đi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và tăng 3 người bạn vào rồi. Xin tờ Twitter nó bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like, các bạn chụp dẫn cho tờ Twitter nữa nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào rồi. Rồi bạn tờ Twitter like nè. Sau đó bạn bắt up lên này các bạn. Tiếp tục follow minimum. Lâu quá. Trên minimum thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục bắt up lên. Tiếp tục follow tại Twitter và tại Twitter nè. Trên tại Twitter của ngồi gấp ta các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài của nó nè. Bài thứ hai nè các bạn like nè. Các bạn tại Twitter lên nè. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Bấm vào research. Sáng mạng kỳ để mình đổi mạng các bạn. Rồi tiếp tục hỏi là watch là cái đồng hồ bằng giật. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email bằng giờ nè các bạn. Bot phản hồi chậm ta. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với BNB xem match trên bet 20 trên chiếc chút cho các bạn nè. Gửi lại cho bot nè các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar, nhập vào một hồ sơ này các bạn. Các bạn nhập bài anh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết lại cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit link tại Twitter nè. Thì bạn mở tại Twitter tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tại Twitter tăng 5 người bạn nè. Giờ bạn sẽ chết liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi nó có follow minimum không bấm mail heo cho net nha bạn. Submit minimum profile link. Thì các bạn nhấp vào minimum nha các bạn. Rồi trên minimum các bạn nhấp vào ảnh một đen đen các bạn. Rồi ra ảnh avatar mình nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba ảnh cùng rồi các bạn. Các bạn sao chép đường link minimum mình nè. Rồi lại cho bot. Rồi nó không có chân kênh channel các bạn bấm heo cho nét nha các bạn. Sao máy kỳ ta. Rồi bấm mấy heo cho nét tiếp tục nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào menu nữa các bạn. Rồi bấm Mi Banashi để chết sẽ cầm kiếm được nè các bạn. Ok mình đã nhận được 5 boy. 5 boy này sau này sẽ quy đổi cái tóc cằn nha các bạn. Thì video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.